Xin chào các bạn. Cách đây không lâu thì mình có thiết kế một bộ hồ cá mini dùng để sâu cá bảy màu và cá beta. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu tiếp về một vấn đề, đó là xử lý nước cho bể cá mini này như thế nào. Nếu chỉ là cá bảy màu thì mình rất là hạn chế việc thay nước. Nhưng đối với cá beta thì khác, chúng cần có một chế độ thay nước nhiều hơn để giúp cá lột và lên màu đẹp hơn. Chính vì vậy, mình đã có những cái cải tiến nhỏ nhỏ cho bể cá mini này. Đầu tiên, đó là mình xử lý lại bộ vật liệu lọc nước. Và xin mời các bạn hãy cùng xem mình chế biến lại bộ lọc nước này như thế nào nhé. Đầu tiên là mình sử dụng các chiếc ly nhựa để đựng vật liệu lọc nước. Các bạn có thể tìm các vật liệu bằng nhựa tương tự như vậy cũng được. Và bây giờ mình sẽ dùng thêm một chiếc nến và một chiếc kẹp để chế biến cái chiếc ly nhựa này. Xin mời các bạn hãy cùng xem. Và mình đã vừa hoàn thành xong việc đục các lỗ nhỏ ở trên thành một chiếc ly nhựa. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì những chiếc lỗ nhỏ như thế này sẽ giúp nước lưu thông liên tục qua bộ vật liệu lọc, và để chính những viên sứ lọc như thế này có thể xử lý nước, làm nước được trong hơn. Việc này tăng khả năng hiệu quả lọc nước khá là nhiều. Công việc tiếp theo thì khá là đơn giản, đó là mình thả đầy vật liệu lọc vào cốc. Ở đây thì mình dùng sứ lọc, các bạn có thể dùng các loại vật liệu lọc khác cũng không sao. Và mình sẽ cắt bớt những cái thành gốc đi cho vừa vặn với bể hơn. Và bây giờ, các bạn hãy xem thành quả của mình nhé. Như các bạn đã thấy, nước rất trong đúng không ạ? Nhưng công đoạn xử lý nước chưa dừng lại ở đây. Cứ để những chiếc bể như thế này khoảng 3-4 ngày cho đến 1 tuần thì cá ị khá là nhiều.
rất là nhiều phân gây xấu bể và lên cả rêu hại nữa. Mặc dù nước vẫn rất là trong, nhưng chúng ta vẫn nên xử lý phân cá đi. Việc xử lý phân cá cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây thì mình sẽ dùng những chiếc ống hút bằng nhựa để xử lý phân cá. Mình chỉ việc hút ở một đầu ống, dòng nước sẽ theo đầu ống còn lại để đưa phân cá ra khỏi bể. Các bạn chỉ việc đưa chiếc ống hút này đến những vị trí có phân cá, chiếc ống hút sẽ hút hết phân cá ra ngoài và trả lại sự sạch sẽ cho chiếc bể mà không hề làm cá sợ. Rất tiện lợi phải không ạ? Thường thì hút phân xong, mình sẽ hút luôn cả 50% nước trong bể và thay nước mới. Việc này sẽ rất tốt cho cá beta hơn, nhất là dòng cá Fancy này. Việc còn lại là châm nước mới. Mình sẽ dùng một chiếc bình nhựa và một tay để đỡ dòng nước chảy, tránh việc xả trực tiếp nước quá mạnh vào trong bể. Việc này sẽ giúp nước xuống bể được nhẹ nhàng hơn, tránh làm xáo trộn bể để cho cá được ổn định hơn, giảm hiện tượng cá bị hoảng loạn. Xong, bể đã được trả lại một màu trong và xanh sạch đẹp rất là tự nhiên phải không ạ? Chúc các bạn thành công. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nhé.